Xin chào quý bác sĩ, đây là video hướng dẫn làm thế nào để tạo đường thuốc trên ứng dụng Rocosan Pro. Đầu tiên, vào ứng dụng Rocosan Pro. Để soạn và gửi đơn thuốc cho bệnh nhân, bấm chọn cuộc hẹn. Thêm đơn thuốc, chọn đơn thuốc trống. Tại đây, bác sĩ chọn thêm thuốc, điền tên thuốc. Số lượng, đơn vị, liều dùng, và bấm lưu, sau đó ra lời nhận. Để lập tài khám nếu có, bác sĩ có thể xem trước đơn thuốc tại xem trước. Sau đó bấm lưu và gửi đến bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ nhận được đơn thuốc qua tin nhắn điện thoại. Cảm ơn bác sĩ đã theo dõi.